rồi. Nói chung là cái này em phải đọc sách nhiều hoặc là xem video này kia về cái doanh nghiệp này nó vận hành như thế nào ấy, thì ok. Còn về Python hay là SQL thì em có thể cái gì, tuy nhiên là mình phải nắm vững mấy những cái công cụ đó để mà mình cái nhanh hơn. Rồi thì cụ thể Python SQL thì mình học cái gì? Coi nghe luôn nha. Dạ vâng ạ. Là nếu mà đi theo kiến thức technical á thì mình phải học về cơ bản về cái khoa máy tính. Khoa máy tính là tức là mình có basic về máy tính, mạng máy tính. Thì như mình như Tùng á là học first, nếu mà có học CCNA nữa thì tốt, tại vì cái kiến thức mà về networking á có thể là cũng biết. Lúc trước anh làm ở bên F-Shop thì ngoài việc làm build model, ngoài việc là mình đi làm sạch dữ liệu, làm xong đi build model, thì sau đó mình có thể là mình làm ETL dữ liệu và mình làm nghiêng hướng về DevOps nữa. Có thể là sử dụng cái lệnh control này kia, biết biết những cái lệnh profile này. Đấy. Cái việc mà có kiến thức về khá là lệch lạc. Về cấu trúc dữ liệu đó, cái này không quá là cũng không quá là đòi hỏi cao siêu gì đâu. Dòng là cái logic khi mà có thường đó, thì cái công ty nó sẽ có một cái gọi là cái logic manual, tức là logic bình thường đó, mình sẽ bình kinh doanh nhé. Nếu hàng này thì nếu hàng này sao thì nó sẽ ra hàng đó, còn ngược lại thì nó cái nào đó thì nó sẽ ra khác. Thì cái đó là logic manual, thì từ cái manual đấy thì mình sẽ viết những cái automation để mà mình tự động cái quá trình manual thì cần về mặt nói chung cái đó em chỉ nắm cơ bản hoạt động, không đặt nặng về cái này. Rồi tiếp theo là Python thì em học những cái thư viện cơ bản hơn, Numpy nè, vật lý, Pandas, đặc biệt là Pandas này. Pandas Bạn thì nó khá là mạnh trong việc xử lý thì cũng khác. Rồi một số cái thư viện cơ bản khác, ví dụ như là về xử lý quỹ, xử lý số. Cái đó thì trong quá trình làm thì mình có thể sợ. Rồi. Không không phải đặt nặng là mình làm có khi mà một coder ông đó mà không đạt được tức là ông đó không không có khả năng sai. Thường là có thì em sẽ copy có thể trên Stack em biết kỹ năng sạch và em biết dùng sạch với mạng bên anh nguyên em sâu được tập. SQL á, SQL thì em sẽ học cơ bản thôi, SQL thì cũng không đặt nặng đâu. SQL bạn các lệnh này select sao from rồi group by rồi where rồi có mặt biết biết là biết về basic. Rồi kỹ năng mà SQLite mà em nói lúc nãy là Power BI này kia thì em nghĩ là cũng không cần thiết lắm đối với một một người DA mà thiên về technical hoặc là DS. Cái đấy không quan trọng rồi. Cũng không quan trọng lắm. Tại vì là Visualize em thấy Visualize ở trên như ở trên Python Visualize cũng được. Em thấy nó cũng là biểu đồ khá là chi tiết, chỉ là nó không có số liệu hay là phần trăm cụ thể lắm, kiểu là Power BI nhưng mà kiểu nó vẫn trực quan cho việc cho người khác nhìn được. đúng rồi. Nhưng mà sau này có thể em viết một cái API, sau khi build model này kia thì em có thể viết một cái API, và trong cái API đó chứa một cái hình ảnh nữa. Thì hình ảnh đó em có thể vẽ bằng Matplotlib hoặc là Seaborn trong Python, hoặc là có một cái gọi là Booker. Booker này nó có thể nhúng vào vào
cái web này. Nó cũng là blogger này cũng thuộc của bản thân luôn. Thấy này, này biểu đồ nhưng mà biểu đồ động á, mình có thể kiếp được hàng phóng to phóng nhỏ luôn, khá là hay. Nhưng mà không đặt nặng về visualize, chủ yếu là cái logic của mình, khi mà mình có mình clean dữ liệu rồi sau đó mình view model và mình sử dụng những cái thuật toán của machine learning đó. Thì lúc làm phần này á, thì có thể mạnh về phần toán, mạnh về phần ai giỏi toán á, thì có thể làm machine learning ok, học về toán là xác suất này rồi hệ số tuyến tính này. Machine learning thì nó gồm có đâu đó hai ba loại classification đó. Hai là cái sách toán những cái hồi quy, đó hồi quy giá xăng giá dầu rồi giá nhà này kia. Thứ ba là về clustering, là về phân tích phân tích dữ liệu, đó ba cái đó vừa để áp dụng một cái áp dụng toán ở trong cái thành toán, nhưng mà để mà tối ưu cái việc toán thì khó là khó phân toán thì nghiên cứu nhiều. Nếu mà em view model xong nó chơi mà đúng không, thì quá trình là em biết DevOps đúng không? DevOps à? Em có biết cái đấy nhưng mà em chưa tìm hiểu cái đấy là làm gì. Thì DevOps là kiểu như một cái sau khi mình dev xong hết rồi thì nó kiểu nó sẽ vận hành code của mình theo một cái luồng nào đó để cho code nó chạy từ đầu đến cuối. Đấy, đó là quy trình DevOps. Thì bên machine learning đó, bên DA hay DS thì nó có thuật ngữ là MLOps. Đấy, thì sau khi mình data collection cho tới việc build model, viết API thì nó cũng có một cái quá trình MLOps như vậy để mà cho cái toán cho cái toán của mình chạy một cách chạy. MLOps là một cái theo anh thì MLOps nó một cái phần riêng. Không có câu hỏi nào không? Nãy giờ anh không nói kiểu về Excel ấy. Em nghĩ là Excel cũng cần thiết không anh? Tại vì là em thấy Excel nó cũng khá là quan trọng nếu mà mình làm về DA ấy. Kiểu DA đúng không? Thì như bạn của em là chính đúng không? Là nó theo anh được biết là nó muốn làm DA nhưng mà về finance, tức là về lĩnh vực tài chính đúng không? Nó đang làm cái này. Không phải nó học, em không biết là nó là filler hay là cái technical ấy. Tại vì là nó biết khá là cái như là nó cũng biết rồi, nhưng mà chưa bao giờ em thấy nó đề cập em cái tableau, cái ở phần kinh doanh anh nói, em chưa bao giờ thấy nó đề cập thì em đấy là phải học rồi. Thì không. Về Excel nếu mà về technical thì lúc trước anh làm thì sẽ ít lắm, hầu như không đụng tới Excel. Mình xử lý toàn bộ trên Python hết. Đấy, nhưng mà cái việc xử lý toàn trên Python đó, nó sẽ, tại vì khi mà em làm với cái hệ thống database ấy, thì có rất là nhiều bản, tới hàng trăm bản mà. Không lẽ bây giờ em kết nối hàng trăm bản lấy trong Excel như thế nào? Nó cũng có, đó, cũng có thể, nhưng mà nó đâu có vận hành code của mình từ đầu đến cuối được. Là và kiểu mình nắm chỗ làm chủ Python á, thì mình sẽ có thể xử lý cách linh hoạt hơn là việc cái công cụ nó có sẵn. Em trước em có xử lý một vài file lớn với Excel thì nó cũng chỉ gọi là giới hạn của nó, là như kiểu là em xử lý Python thì ví dụ như là đợt trước em xử lý một cái data như cho em là 5 triệu dòng ấy, thì lúc em làm Excel chỉ mở cao nhất 1 triệu. Kiểu là cái khả năng với lại tốc độ xử lý nó không nhanh nếu mà dữ liệu lớn như vậy. Nhưng mà nó bảo là vẫn còn phải học để tính, nó bảo là đi làm bây giờ thì cần biết Excel thôi cũng đủ làm rồi, không cần học Python. Đúng rồi, Python là nghiêng về DS mà. DS là Data Scientist, để xây dựng một cái mô hình mà trên LinkedIn. Đấy.
còn Excel á là nó chỉ là phân tích tình hình báo cáo kinh doanh xong em xử lý ở Excel xong hết rồi đúng không, em sẽ là đẩy cái dữ liệu Excel đó đưa lên Power BI, Excel Power BI hoặc là Tableau có thể cái đó đúng nó với nhau đấy. Cho nên là cái phần đó là chỉ là cho những cái người BA là chuyên về phân tích dữ liệu báo cáo tình hình kinh doanh là thành viên thôi, không phải là một một data scientist. Đấy. Mà cái hướng của em là muốn thành data scientist hay là về BA phân tích báo cáo thôi. Thì anh nghĩ là em thích code hơn và chắc là cũng thích về machine learning. À mơ thì em cũng có đi định học, em cũng định học một xin đấy, cũng định rồi em muốn học một xin lên mình thấy nó cũng hay, mà nói về không hay rồi bây giờ kiểu đâm lao thế nào chắc em sẽ theo hướng technical như anh bảo không nội, cái hướng nội không sao thấy là nếu mà chỉ về làm về kiểu là báo cáo ấy, thì nó dễ lắm. Vâng, báo cáo hả? Thì nó đúng cũng kiểu dễ là... nhưng mà cũng có thể khó. Nó khó nhất là cái phần như nói là phần business. Nếu mà business của một công ty và phân tích theo một cái business đó thì nó khá là căng não, không có đơn giản đâu. Tại vì anh đang làm ở một công ty tài chính mà, cho nên là cái phần phân tích báo cáo đó anh thấy bên thì cũng có làm, thường là về trễ làm được. Excel thì anh nghĩ chủ yếu thấy mọi người làm, thấy mọi người trong công ty anh làm là họ bay vào Excel. Đây. Tại vì cái phần mà ví dụ là họ sử dụng SQL và họ lấy những dữ liệu từ database ấy, trong họ trong cái rồi ra được cái bảng thông tin họ đem đưa vào Excel, theo họ sẽ bay vào lên cái kênh tiếp theo thì mình sẽ sử dụng vào BI. Còn Excel thì đơn giản học mấy cái lệnh theo nhiều là ít nhiều cái gì không được, nhưng mà tìm hướng về cái này thôi. Cho em hỏi là nếu thường em thấy trên tuyển dụng thì nó khi nào tuyển dụng về intern của data scientist đó, là không biết là mình có phải đi từ data analyst lên hay không, hay là nó có sẵn intern đó. Thì anh nghĩ là không cần đi từ data analyst. Nếu mà để một người HR mà có thể gọi cho em á, là họ sẽ xem đồ file của em và xem là trong CV của em có là từng làm những project gì rồi. Đấy, em có thể là có chứng chỉ, không có chứng chỉ ok mà cũng phải làm nhiều project. Đấy là để bà HR có biết là thằng này nó có làm về chuyên về data scientist. Thì project đơn giản thôi, em cứ làm mô hình và trên lên giữ mặt góc gì đó. Đó là ok. Hoặc là em có những cái skill gì để đặt cái bay nè, đối với em là năm nhất nữa thì các chén học còn nhiều mà cứ lên. Nhưng không, chương trình em có 3 năm mà nó được bỏ tất cả những cái như là mắc lên niên này nọ, nên là nó còn có 3 năm. Wow, được bỏ luôn á hả? Dạ. Hay vậy, tại em học phòng máy tính hả? Dạ không, em học chương trình nước ngoài. À, ok. 3 năm. Ok, thì em cứ học thôi. Em lên mấy cái trang như là Udemy nè,
đăng ký khóa học bên trên đó, Coursera đó, nó cũng khá là hay, có những cái project cho em làm. Ờ, em có đăng ký một cái IBM của Data Scientist trên Coursera, em thấy nó chỉ cũng khá là trung tính. Cái IBM ok á, thì anh thấy IBM nó dạy này cứ theo học thôi. Theo chương trình đúng là tháng em dù em năm nhất nhưng mà tháng 3 năm sau rồi em phải đi thực tập rồi xong để 6 tháng sau rồi để đưa về cái thực tập thị trường. Học vội quá vậy, Học rất vội. học vội à, học 4 năm rồi mới mới thực tập được, thực nghiệm năm sau đấy thực tập phải chưa? Đồng ở đây là học 4 năm mà 4 năm mấy rồi đó mà mới thực tập thôi, Vâng, tại do này là do trường mình thôi. đó em nghĩ thế, tôi chuẩn bị học lan man quá. Tuần sau còn thi môn của thầy bảo mà thi môn thông tin di động mà thầy hóa của ấy thì thôi sợ quá, không mua quá Chắc là qua hết rồi. vậy. Em không biết là thầy hóa của gì hên xui lắm, thầy hóa của em toàn thi nó có 3 điểm. Thầy hóa coi thì hơi gắt một xíu. Cái nói thôi gì qua này Cô còn trẻ là cô ấy. Rồi thì coi coi cứ học những cái khóa mà trên IBM này kia đi, rồi nếu mà em học xong rồi em có basic không ạ, em cần project gì đó thì em cứ nhắn anh để anh cho một cái project cho em làm. Dạ vâng Ừ. Hãy cho em xin tìm tới một project nữa, Project đúng không? Vâng. Ok, để có gì anh soạn ra một cái bài. Mà cho gợi ý luôn là sẽ viết một cái API Vâng, em sẽ á. cố. À, anh cho em hỏi một câu nữa, đó là cái khóa data cam ấy học có ổn không? DataCam mà thì anh thấy nó kiểu basic thôi, mấy cái đó thì Đấy. về basic à. Nếu mà em đọc code được đúng không, đọc code được á, thì em cứ những cái khóa nào mà ở trên DataCam á, thì ở trên GitHub, GitHub nó có hết. Em cứ copy cái tên khóa đó và em gõ thêm chữ GitHub là nó sẽ ra toàn bộ code và những cái solution cho em luôn, nếu mà em đọc code được. Còn mà những cái khóa data cam này kia thì anh trước giờ anh chưa học, anh cũng không biết. Quảng cáo khá là nhiều và đem nó cho cho em khoái mà em chưa có đọc. Nếu đọc code được thì em cứ lên GitHub á, em sạch là đọc ok hết, có những cái khóa trên đó hết. Những người trước mà họ đã học rồi, họ họ giải bài tập trên đó luôn rồi, thì họ đã giải cái những bài tập để khóa nó lên. Thì cái việc để mà trở thành một data scientist có thể là full stack, tức là mình sẽ build collection luôn, xong rồi build model tiếp AI, xong rồi từ cái AI đó để mà học cái dụng mà AI đó, thì mình sẽ học JavaScript nè, HTML, CSS, móc dữ liệu hiển thị lên UI, hiển thị lên giao diện người dùng á, tức là hiển thị trên một cái web, một cái của viết AI là một. Và xây dựng mô hình machine learning thì một cái ra mô hình rồi ra cái sự dự đoán rồi thì mình sẽ viết API thôi. Cái đó thì anh sẽ soạn bài Là cho em để làm Dạ. project nhỏ. Khoảng 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 ngày mấy là có ấy, khoảng ngày mấy là có. Ngày mấy hả? Anh cũng không biết, không phải sắp sắp lễ, chắc qua lễ đi. Qua Qua lễ. lễ cũng được rồi. Thì cứ bây giờ cứ học basic bình thường thôi. Cái này hỏi hơi ngoài lề tí là cho hỏi là cái đợt mà thi thi xong cái học kỳ năm tư đó, học kỳ 2 năm 4 đấy là mình có phải lên trường làm gì nữa không, hay là kiểu mình chỉ đi thực tập xong rồi viết báo cáo được? Đi tập thôi, đi tập báo cáo chứ đâu lên trường làm gì nữa đâu.
mà chưa chưa nha, lúc năm rồi là tại do dịch á, cho nên là mọi người ở nhà hết. Năm rồi là ngay đỉnh dịch rồi Em thì thì có thể là lên nộp nộp giấy tờ này kia cũng có thể. Tính tính về quê hay sao? À, dạ không, em hỏi để còn kiểu sắp xếp lịch chứ em cũng muốn ở nhà chứ không muốn lên trường nữa, lại học ở đây em cũng khá là chán, toàn chữ là chữ thì